Cảng Cái Rồng ở thị trấn Vân Đồn, Quảng Ninh là cảng trung tâm của thị trấn Vân Đồn. Ở đây cảng nhìn thẳng ra Bái Tử Long. Đây là điểm trung chuyển, trung tâm để đi ra các vịnh đảo của tỉnh Quảng Ninh như đảo Cô Tô, đảo Vạn Cảnh, đảo Quan Lạn, vân vân. Ở cảng Cái Rồng cũng là nơi trung tâm buôn bán hải sản của huyện Vân Đồn và tỉnh Quảng Ninh.